nhìn vợ sao? Xong mày đọc trong điện thoại có nhắn tin cho Mire, em ơi đi xem phim không? Này nó khóc lúc đó. Đúng là sư tử, lúc đó sư tử. Em cho nhân văn. Anh ấy quỳ gối xuống dưới giường cả đêm. Giang ơi nhục dữ vậy á. Kể từ hôm nay, vào lúc 21 giờ 45 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả, nhất là những chị em phụ nữ, một không gian đặc biệt. Căn nhà này sẽ là nơi những người vợ có thể chia sẻ những tâm sự, giải bày những nỗi niềm và nói lên quan điểm của mình. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, phụ nữ của chúng ta có rất nhiều trách nhiệm, vai trò. Ở nhà thì chúng ta là mẹ, là vợ. Khi ra đời, chúng ta có thể là một bà chủ hay là một nhân viên. Nhưng cho dù trong bất cứ vai trò nào, phụ nữ chúng ta cũng gồng mình để hoàn thành trách nhiệm. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Quý vị khán giả ơi, các bà vợ đã phải đối mặt rồi cân bằng trong cuộc sống. Tại sao không đến đây chương trình Là Vợ Phải Thế? Chúng tôi luôn lắng nghe và tháo gỡ những khúc mắc cho quý vị. Bởi vì chúng tôi là Tuyệt Đối Cố Vấn. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Là Vợ Phải Thế, phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba lúc 21 giờ 45 phút trên kênh HTV7 với sự đồng hành của công ty điện tử LG. Chị Đào thân mến, số đầu tiên mình sẽ phải chia sẻ một cái đề tài gì đó mà nó rất là quen thuộc và gần gũi với các chị em phụ nữ. Thì chị nghĩ rằng là cái đề tài nào là các chị em phụ nữ là thấy là quan tâm nhất ạ? Hai chị em tôi nói cùng lúc nè. Chúng tôi thích chủ đề nhất là chủ đề ghen. Hả? Cái gì ghê vậy? Tự nhiên mới vô số đầu tiên mà ghen tu cào cấu cắn xé. Cái chủ đề đó thường thường là nó nóng với phụ nữ. Dạ. Dạ. Nghe tới đây là nóng tới đây rồi đó. Dạ. Dạ. Nói nghe nè, mà ngộ lắm nha. Cái nghe tới cái từ ghen á là chị Đào nóng tới đây. Dạ. Còn em là lên tới đầu. Giờ mất cộng tóc là nó phụ lên luôn. Trời ơi, vậy là chị ghen dữ dội vậy đó hả? Chà, vậy là bữa nay hai bà chị của tôi sẽ có nhiều điều để chia sẻ với các bà vợ lắm đây. Vậy thì khách mời của mình đến thăm nhà mình là ai đây? Một cặp rất là dễ thương. Nhưng mà tôi không thích lắm. Tại sao? Chiều cao nó giới hạn với tôi. Chắc là cũng bé bé như chị chứ gì. Dạ, nhỏ xíu à. Lùng lùng của dì Cương dễ thương không? Mời vô đi. Dạ, mời cặp Đỗ An và Lê Thúy. Đó. Trời ơi. Nàng từ một cô gái quê từng bước tỏa sáng và chinh phục các sàn diễn thời trang uy tín. Giang, một đạo diễn nghệ thuật, rồi bén duyên với những vai diễn vốn từng có không ít nghi ngờ về tình yêu của cặp đôi nửa lệch. Nhưng giờ đây, Đỗ An, Lê Thúy đã trở thành một cặp đôi khiến không ít người ghen tị. Thấy cưng không? Chị Đào qua đây đi chị Đào. Chị Hương qua đây đứng. Dạ, thôi bỏ. Cái gì ngại ngùng thế nè? Em đi về thấp rồi. Quay cho Lưu nhìn ta đi. Đây là lần đầu tiên em nhận lời tham gia một game show. Đây là lần đầu tiên từ trong lúc mà bước vào nghề tới bây giờ. Tại vì cái chủ đề lần này chương trình đưa ra thì nó rất là hứng thú đối với vợ chồng em, là vợ chồng trẻ nữa. Nên là em quyết định để tham gia chương trình này để trải nghiệm với ba anh chị cũng như là vợ chồng anh Thịnh và chị Thúy. À, vậy thì mời luôn hai vợ chồng. Rồi, dạ, Đỗ Đức Thịnh và Thanh Thúy. Nàng vốn là một nữ diễn viên xinh đẹp, chàng ban đầu là một đạo diễn sân khấu. Giờ đây, nàng là một nhà sản xuất, chàng là một đạo diễn điện ảnh. Cả hai vốn là những cá tính đối lập. Nhưng sau gần 10 năm kết hôn, cặp đôi đã cùng nhau bước qua những sóng gió của hôn nhân và những phức tạp của showbiz. Không biết Thúy còn nhớ là Đỗ Đức Thịnh đã dựng cái tuồng về cho hai chị em mình đóng không ạ? Dạ, nó tên là Thiên Thần Gõ Cửa ạ. Và đặc biệt trong cái tuồng Thiên Thần Gõ Cửa đó, vì Khương với Thanh Thúy chỉ có hai diễn viên chính trên sân khấu mà ghen cực kỳ luôn, thì tôi không biết là anh Đỗ Đức Thịnh này ảnh ghen cỡ nào, ảnh viết luôn và ảnh dựng luôn. Hương ơi, Hương, trên câu chuyện có thật của cho nhà chị hỏi nha, tại vì đi xa lâu rồi, cái lúc mà dàn dựng cái vở kịch đó thì đã hai người đó đã là làm đám cưới chưa? Đang quen nhau. À. Và bây giờ muốn biết là Đỗ Đức Thịnh tại sao mà nghĩ ra được cái nhiều cái trò như vậy? Mời hai bạn nữ vào đây ngồi với Việt Hương, mời hai bạn nam vào với anh Đại Nghĩa. Rồi. Vào đây, vô đây. Chờ xíu, mình lấy nước. Lấy nước. Thịnh với Đỗ An ở đây. Ngồi đi em. Thịnh với Đỗ An. Coi như bây giờ mình lấy nước, mình mời mấy bà uống nghe. Đây cái cửa này, gian ra cho mấy bà coi. Đây mấy bà, bốn chị em dòm nè. Cái cửa tủ lạnh nè.
Ghê không? Đó. Nó bừng sáng vậy đó. Dạ. Đó, giờ An em cầm nước đi ra khui cho mấy bà uống. Rồi anh bưng ra nước phục vụ giùm em. Em tâm đi nha. Nhẹ đi nghe. Em đi nha mấy chị. Rồi, mấy anh em mình qua bển. Vì nó xấu thoải mái. Theo dở hoài hả? Nó xấu thoải mái nha. Cái chủ đề ghen chúng tôi đã giới thiệu rồi. Thì chúng tôi muốn biết tại vì thì hai cái nhan sắc đẹp này còn mặt phải ghen lại mấy ông chồng thì chắc là cách ghen cũng rất là lạ lùng và rất đẹp. Quý vị muốn biết hai cái nhân vật này ghen như thế nào? Giải lao trong vòng ít phút, Việt Hương sẽ trở lại ngay. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Là Vợ Phải Thế. Cái đề tài này quá hot, đúng không? Thúy, em kể nhẹ trường hợp của em cho chị. Sao Thúy? Ghen mỏng rồi, kể cái mỏng chứ kìa. Dạ, ghen mỏng. Ghen mỏng. Trời ơi, Thúy làm như sự tích vậy. Dạ, ghen mỏng. Ngày xưa, ngày xưa, lúc hai vợ chồng em cưới nhau, lúc đó em chưa có con, em thức khuya làm việc, chồng em ngủ trước. Chồng em ngủ rất là say, ngáy rất là ngon. Em bỗng nghe một tiếng tin nhắn tới. Và em cầm lên điện thoại của em. Ý, không phải. À, vậy thì chỉ có hai người. Vậy thì đó là điện thoại của chồng em. Em mở ra, vì điện thoại chồng em không có password. Thế là có một cái tin nhắn của một ai đó không có tên, ghi là: anh ơi, anh ngủ chưa? Em suy nghĩ trong vòng... Lúc đó mấy giờ? Dạ, cũng khoảng qua 12 giờ đêm rồi. Qua 12 giờ đêm rồi. Rồi sao? Em suy nghĩ trong vòng 3 giây là có nên trả lời cái tin nhắn này hay không. Mình đã vô tình cầm cái điện thoại này rồi, cho nên em quyết định là em trả lời. Em... Sao em lại có linh cảm là... Tại sao em lại có linh cảm là một người nữ? May là Minh Nhí gọi làm sao? Lại đi là sau 3 giây em trả lời. Trả lời sao? Anh nè. Thế là ở bên bển tiếp tục trả lời lại. Anh ơi, anh đang làm gì đó? Em không cần suy nghĩ mấy giây nữa em trả lời luôn. Anh đang nói chuyện với em nè. Và nói chung là nó dài lắm. Em nhắn cũng khoảng gần 20 phút lận. Nhắn qua nhắn lại, nhắn tới nhắn lui. Và càng nhắn thì em càng khẳng định đó là một người phụ nữ. Chị sai rồi. Chị sai rồi. Xong rồi em tiếp tục nhắn qua nhắn lại, nhắn phong long tùm lum la để em đo được là cái mối quan hệ này nó đang ở mức độ nào. Thì một hồi cái mối quan hệ này nó nói là: anh ơi, em nghi quá, có phải anh không? À, chết. Hình như là bắt đầu là mình bị lòi rồi. Cái xong rồi em mới nói là: anh nè. Cái ở bên đó nói là: anh hãy đọc password của tụi mình đi. Password luôn hả? Oh my god. Sao? Dạ em đã biết. Lúc ra máu lên tới đâu rồi? Em bình thản lắm. Rồi. Chồng em ngủ vậy nè, cái giờ chị thảnh thịnh đi. Ừ. Anh dậy. Dạy anh ơi. Ờ, nhìn em. Dạy, chủ y chang chồng em luôn. Mặt gương nhát, mất nhát nghe anh ngủ mà. Dạy, dạy, nghe nè. Nó hỏi password là gì em không biết. Trời, password gì em, nó giỡn đó, mấy nhỏ diễn viên hay giỡn lắm. Không, nó hỏi mật mã giữa hai đứa tụi mình là gì. Mật mã gì anh giỡn hoài em. Nè thôi, không mới giỡn. Thôi đừng có giỡn mà Tí ơi, để anh ngủ Tí ơi, mai còn đi quay nữa. Tội nghiệp ta, trả lời anh nè. Thôi đừng có giỡn. Em trả lời nãy giờ 20 phút rồi. Trời, em trả lời 20 phút. Cái khúc này nó hỏi bắt vợ giữa hai đứa mình. Rồi sao? Anh tỉnh ngủ luôn chứ sao. Thì thôi em đi ngủ, còn ảnh có ngủ thì không kệ ảnh. Rồi, giờ lát luôn sáng mai. Em đâu quan tâm đâu. Mà cái password đó là có thiệt ha. Mật khẩu gì? Nó kêu là kiểu mà đặt nickname cho nhau. À, nickname cho nhau. Chứ để mà nhận biết nhau á. Nhận biết nhau hả? Tức là cũng có cái vụ đó hả? Rồi sau đó là thôi luôn đó hả? 2 giờ sáng lận. Nói cùng mật khẩu là cái gì? Anh giờ anh quên rồi. Hình như là nó kêu anh là đã xét. À. Chàng khờ á. À, cặp tính xét. Còn nó là mà mây xanh cái gì anh quên rồi. Rồi từ đó tới đây có còn nghe tin nhắn nữa không? Dạ không. Đi luôn. Dạ. Nhẹ nhẹ vậy thôi. Dạ. Đó là một.
đấu lại một coi. Em cũng là một game một lần đầu tiên là lúc mà hai đứa đang còn yêu nhau. Thì lúc đó An đi làm chương trình Hoa hậu. Thì chương trình Hoa hậu rất là nhiều người đẹp. Thế tình cờ hôm đó em thấy một bạn nữ thi trong cuộc thi Hoa hậu nhắn cho chồng em là rủ qua bên trường ăn liên hoan tốt nghiệp. Em đọc xong thì em hỏi chồng em, ủa ai vậy? Con bé thi Hoa hậu mà không có ai hết. Ủa sao biết anh có bạn gái em rủ em đi ăn tối? Chắc là bạn đã quên rủ thêm em. Ủa sao quên thì quên hay vậy? Sao em giận? Em ghen lồng lộn nên em giận dữ lắm. Xong thì đêm hôm đó anh ấy quỳ gối xuống dưới giường cả đêm. Lúc này mà em hết giận thì anh tự người đứng dậy. Thì em thấy sót quá, em nói thôi được rồi, đứng dậy đi. Dù sao thì anh cũng chưa đi nên không sao. Quỳ hả em? Quỳ chứ An ơi, nhục dữ vậy An. An ơi không. Trời ơi, trai đẹp trong mắt tôi. Không có gì mà nhục hết á. Không có gì phải nhục, đúng không? Tôi tức quá, tôi bảo tôi nói. Tôi tức quá. Khoan, chị đang mới học. Cái gì mà nhục? Trời ơi, quỳ có khi nào người ta cho nó vậy? Quỳ trước mặt vợ tôi, quỳ trước mặt vợ hàng xóm nó mà nhục. Người đó là tâm lý lắm đó. Phụ nữ mà khi mà đàn ông quỳ xuống một cái là tất cả mới là tan biến hết. Anh Quang Minh có quỳ gì chị chưa? Quỳ hoài rất nhiều. Anh Quang Minh quỳ hoài luôn. Cái đầu của anh Quang Minh chai sần cái tên. Thăm đen luôn chị, thăm đen luôn. Anh nghĩ cái vụ đầu gối đó là bây giờ nó là quá khứ rồi. Cái chuyện hiện tại bây giờ qua hỏi anh Thịnh bắt quật là gì? Bắt quật là gì? Chứ giờ em còn em thề luôn, tới giờ em chưa biết luôn á. Anh mới hỏi bên đó xong. Em hỏi nhẹ bển rồi, ủa anh có thiệt chủ đó hả? Cái em nói chị chợ nhỏ đó là fan đi coi kịch. Mới coi anh diễn ra xong. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Bắt quạt của anh là gã khờ. Thời đó cái phim quạt quả chàng xét gì đó. Chàng tinh xét. Chàng xét, con chàng tinh màu xanh á. Bé kia là tên gì em quên rồi. Mà làm sao mà dám nhớ? Đi coi kịch thôi. Ra giải thích kìa, hèn dễ sợ. Đi coi kịch. Em bị quỳ, quỳ xét dạ dạ. Đi coi kịch thôi. Hả? Ừ. Không, em nói chuyện chi nói vậy kìa. Coi kịch thôi, coi kịch. Coi kịch thôi, Phan coi kịch thôi. Thôi, thôi vô đi qua bển luôn. Đi lên đi. Ức chơ đúng không? Đúng rồi. Hai ông ngồi nghe hai bà bươi móc chuyện đó, ông nhột chứ bộ. Cho nên bây giờ chị thắc mắc nè, người ta nói đó, có yêu là còn ghen. Mà rõ ràng chị thấy hồi nãy là kể một câu chuyện đêm khuya, không có cái gì ghen tức hết. Cái lúc 3 giây đó. 3 giây đó là trời đất như điên đảo. Ờ mà đi cả cái 3 giây. Bây giờ đâu có nói 3 giây đó đâu. Thúy ơi, công nhận em sâu sắc ghê, em ghen tới 3 giây lần nữa. Yêu chồng dễ sợ. Thôi bây giờ ông về ông trấn tĩnh hai ông kia đi. Yeah. Cái tôi tới đây nè. Cái gì thấy nghe ấm ức cái vụ mà quỳ gối. Minh giật cái gì? Em tập hai em. Lúc mà sanh con xong mới đau nè. Cái kia là chưa có sanh. Kèo còn trên. Cho nên là chỉ có ghen 3 giây thôi. 3 giây rồi sanh con xong. Ngày nãy ngày nay. Rồi. Lúc con em đã 7 tuổi rồi. Có một giai đoạn em rất là bận rộn với công việc. Và em nhận lỗi trước, em bỏ bê ảnh. Em đã tự tạo cho mình một cái khoảng thời gian riêng tư cho ảnh để mà ảnh có thể chia sẻ với những người phụ nữ khác. Bởi vì em bận nên ảnh không chia sẻ được với em. Bắt đầu em thấy có những dấu hiệu cài password vô điện thoại. Giờ là có password. Thời điểm này là có password. Cài xong rồi em nói là password anh là gì vậy? Chồng em không bao giờ cài password điện thoại. Nhưng mà bây giờ cài. Một dấu hiệu. Dấu hiệu thứ hai nữa là luôn luôn giữ điện thoại bên mình. Nhớ nha các chị em phụ nữ nha. Luôn luôn giữ điện thoại bên mình, không bao giờ rời. Xong rồi em bắt đầu rất là nghi ngờ là ảnh em bận rộn vậy mà em cũng để ý được mấy cái đó hay em? Dạ bận rộn nhưng mà tối về mà ngủ chung rồi sinh hoạt chung ở trong nhà với nhau á, thì tất cả những cái đó nó sẽ tự nhiên nó lòi ra. Với lại tự nhiên lúc nào đi đâu cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng cầm điện thoại, đi đây đi đó, đi đâu trong nhà cũng cầm điện thoại. Mà em là thông minh mà, thì em biết liền. Xong rồi em mới nói là anh đưa điện thoại cho em coi coi có gì ở trỏng mà anh làm gì anh giấu thấy ghê vậy. Nên ảnh nói là
anh không đưa ha. Em là người phụ nữ lịch sự, em nói thôi được rồi, anh không đưa em cũng không bao giờ đòi. Thế là em đăng hình ảnh gia đình em rất là hạnh phúc lên trên cái Facebook của ảnh á, hiểu không? Mình yêu vợ quá, lâu lắm rồi mình không post hình ảnh gia đình của mình. Hôm nay mình post hình ảnh gia đình mình để mình bày tỏ tấm lòng của mình với vợ. Trời đất ơi, em lấy Facebook của chồng em làm vậy đó hả? Dạ. Tự đăng luôn hả? Tự đăng. Mà là có password Facebook của anh. Tự lấy hình kỷ niệm mình. Anh tá hỏa luôn á. Rồi sao? Dạ, ảnh tâm sự với em. Có 6 con nó giận ảnh luôn à. Kể từ ảnh đăng cái Facebook đó. 6 con? 6 con kia sao cười dữ vậy? Chắc 6 con đó nó cạo đầu ổng rồi hay sao? Tập 2 đi Thúy. Mới 1 năm đây thôi là trong lúc đó là anh cưới rồi. Cưới rồi ạ. Dạ. Là anh nhận lời tham gia bộ phim Bạn Gái Tôi Là Sếp, thì đóng chung với Miu Lê. Thì lúc đó em biết trước đó thì em biết Miu Lê rồi, nhưng mà em thì em không có phản đối gì, không có ghen gì giữa hai người đóng phim. Nhưng mà có một lần là ghen rất là dữ luôn. Và lúc đó em không có ở Sài Gòn, An đang đi tập trước phim với là Miu Lê. Hai đứa có nhắn tin qua nhìn lại, thì em hỏi An là hôm đó ăn cơm chưa. Thì An nói với em là chưa, anh tập từ sáng tới giờ. Thì hôm đó cũng xui với An nữa, đi ăn mà nói với em là chưa ăn. Mà đi ăn ngoài đường thì gặp đúng bạn em, nó rất là nhiều chuyện, nó quay clip nó gửi cho em luôn. Ôi quá. Bạn của Thúy quay cái gì, ai quay? Quay clip. Ai quay? Bạn của Thúy. Bạn đi theo rình nó quay. Trời đất ơi. Mà bỏ cài hay là sao? Dạ không. Tự động cơ. Mà đi ăn với Miu Lê hả? Trời đất ơi. Nó núp vào gốc cây nó quay cho bằng được. Thì mai em về bắt đầu em mặt hầm hầm. Về em mặt hầm hầm em bảo chứ hôm qua anh nói là anh chưa ăn hả? Anh ăn chưa ăn cả ngày hả? Sao bây giờ em có clip mà anh đi ăn chưa ở ngoài đường này bạn em quay được. Mặt có tái mét. Xuống sắc. Mà anh xin lỗi là bắt đầu rẻ tiền liền mặt. Hay ha, con này hay. Bạn nói đang ở hoàn cảnh nào, ở chỗ nào? Đang ở nhà. Ở nhà, phòng khách hả em? Dạ, không, trên phòng. À, trên phòng. Vậy là có chủ quyền rồi chị. Sao em? Mặt biến sắc liền. Em xin lỗi tại vì hôm qua căng thẳng quá nên là em lỡ nói dối. Em xin lỗi, em không cố ý mà. Đưa điện thoại đây. Xong rồi đọc trong điện thoại có nhắn tin cho Miu Lê, em ơi đi xem phim không. Sao lúc em giận mấy hôm em không nói chuyện. Có quỳ nữa không em? Không quỳ chị. Em lúc đó là chiến tranh lạnh. Em phê rồi mà em không nói chuyện. Một lần em giận là em im lặng và em không nói chuyện. Mà lúc đó là em giận rất là dữ vì không giải thích cho em luôn. Nhà tính ra bà xã em ghen dữ dội em luôn á. Hồi nãy giờ thấy hai vụ rồi thấy ghen dữ dội lắm. Ghen dữ lắm. Lồng lộn luôn, nãy Thúy nói là ghen lồng lộn lên. Anh còn vụ sáu nhỏ nãy là khán giả thôi hả? Bà vô bà lóc hết đúng không? Tức là bà thấy anh chat với đứa nào nhiều á, mà đẹp á, là bà lóc. Đó là em giận rất nhiều vì không giải thích cho em luôn. Là nói là nói dối, sau đến lúc sau thì giải thích là tại vì em bị căng thẳng. Em đi ăn thì công ty nói là thôi bây giờ thấy hai bạn diễn rất là căng thẳng với nhau, thì nhà rất khuyến khích là hai bạn tặng vé để hai bạn tự đi xem phim với nhau để biết về nhau nhiều hơn. Thì lúc đó anh không giải thích thì em không có biết. Thì Hương cũng muốn hỏi là trong phòng nam hiện giờ là đang quỳ hay là đang đứng ạ? Đang ngồi mà mặt cũng không còn hột máu. Mặt rẻ tiền chị ơi. Qua giải thích luôn. Hai ông nội bên đó đang ngồi mà cái mặt rất rẻ tiền. Đã biết luôn cái vụ sáu nhỏ kia là ai luôn rồi đó thôi. Trời ơi. Em không biết gì chứ, nói chung bắt buộc em cũng không biết. Mà sáu con nhỏ kia là ai em cũng biết, sao sao? Sao nhỏ? Trời ơi, lại chờ đừng có tôi. Sao nhỏ đó là fan hâm mộ. Fan hâm mộ nữa. Mà cái vấn đề là vậy, bà này bà cũng không có vừa và bà dễ sợ lắm. Bà vô Facebook của ông Thịnh, xong bà thấy ông Thịnh chat với nhỏ nào nhiều quá mà nhỏ đẹp mới chịu nha. Nhỏ nào đẹp, bà tự bà lóc người ta. Mà mấy nhỏ kia không vô được Facebook của ông Thịnh giận. Anh ơi, tại sao anh block Facebook em một tháng nay không vô được? Ông kia, trời, anh có biết block là cái gì đâu em. Lòi ra bà vợ bà block ít mấy nhỏ đẹp đẹp. Ghê chưa? Mà công nhận cái ghen của em nó ghê gớm lắm Thúy. Tức là nó không phải lồng lộn lên như Lê Thúy bên đây. Nó nhẹ nhàng thôi mà em vô anh xử em chặt từng cô đứa một. Hiểu vậy nó ghê quá, hơn đi về. Về có gì có thông tin em qua cung cấp tiếp. Bây giờ tôi muốn nghe đích thân chủ nói
tôi muốn nghe Thịnh và An nói là sau khi cái không có password bây giờ chị. Bây giờ tại vì anh em cái gì mà quyến dữ vậy? Không có rành Facebook á, bây giờ mình Facebook mình đổi password người ta có vô được nữa không? Hỏi vợ em coi. Sao vô được hoài vậy? Mà tại sao em quen người đẹp không chi để cho người ta lóc? Hương ơi, Hương vô tất cả Facebook của đàn ông toàn kết bạn gái đẹp không à. Rồi chị sao đồng ý với Thịnh, Facebook của mấy ông đàn ông đúng rồi toàn gái đẹp không, đó, đẹp chân dài. Anh Minh cũng vậy. Văn Minh cũng vậy. Trời ơi, chị nói chi cho bị gai vậy chị? Lóc liền. Nè, sau khi mà Thúy lóc xong rồi thái độ của em nhìn Thúy như sao? Nói chung là cũng hợp lý thôi, hợp lý thôi, hợp lý thôi. Mẹ ơi, sao mà lại hiền quá vậy? Anh cũng trả lời đúng vậy. An ra đây. Đỗ An là dạ. Một nam chính trong phim ra đây cơ. Ra đây. Ừ. Sao đi ăn rồi giấu vợ làm chi? Mất nhiều rồi. Tại cái vấn đề là nếu mà bây giờ mình cái vợ của em mà đã ghen lên rồi á là có nói giải thích cái gì cũng không có tin. Nghĩa là càng giải thích là sẽ càng nghĩ là mình biện minh biện bạch này kia khác nọ là sẽ càng giận hơn nữa. Cho nên thôi em im luôn. Em cười từ. Đâu có được. Em phải dạy. Người này chơi cái chính sách là câu giờ. Đó cái cơn giận đang bùng từ từ nó xìu xìu dần dần. Em cứ để xìu xuống đã. Đúng rồi chị. Thấy chưa? An cái bữa em quỳ xong quỳ lại vậy. Không được. Cái mặt sao coi cái giờ diễn cái mặt ơi mặt nhìn vợ sao? Đúng từ giờ em nói là mặt rẻ tiền. Mặt rẻ tiền á? Giờ em nói sao? Cái mặt rẻ tiền đứng lên đi hả? Dạ không. Dạ em nói thôi tội quá, đầu gối đau rồi thôi đứng lên như vậy đó. Trời ơi, em cũng dễ siêu lòng, dễ sợ luôn á. Đúng rồi. Vậy là quá yêu rồi. Thôi cái mặt rẻ tiền về đi. Chị kêu em qua xong chị đuổi em về vậy. Chứ còn gì nữa, chị cái mặt rẻ tiền của em thôi mà rẻ tiền thiệt anh à. Trời, từ đó giờ tôi tung hô lúc nào tôi cũng nói kép chính đẹp trai dễ thương, bây giờ tôi mới thấy cái mặt rẻ tiền nó là như vậy. Hương cái gan là sao nó vui dữ vậy em? Dạ. Gan mà sao vui dữ vậy? Dạ. Còn cái gan của chị hả? khi mà gan vui như thế này nè, chị mới đọc có một cái câu như thế này là gan á giống như là muối rắc vào trong đồ ăn á, nếu em rắc vừa phải thì cái món ăn nó ngon, nhưng mà rắc quá mặn thì cái món ăn nó coi như dục đi. Thì nãy giờ chắc muối này rắc vừa phải này. Ai nói chị là vui đó. Cái vui bây giờ kể thôi, trời đất ơi, lúc đó luôn là sư tử, luôn là sư tử ghen sao cho nó nhân văn. Nhân văn là sao vậy chị ơi? Dạ, nhân văn là 3 giây suy nghĩ. Nghĩ cho nó bình tĩnh lại. Chị cũng học tập từ tụi em và từ kinh nghiệm thôi. Thì nếu có ghen thì ghen vừa phải thôi. Nhưng mà đã ghen như thế nào? Ví dụ ghen mỏng rồi. Ghen mỏng chẳng hạn như là ông Minh mà có thật, ông Minh có một cái này nè, chị không biết là tụi em sao. Thường thường đó, mà phụ nữ ông Minh đi đâu chơi về trễ gì đó mà chị còn nhảy lên chị la cái lối này cái nọ đó, thì như là coi như là thì ông Minh không có sợ, ông Minh sẽ nói từ từ để em giải thích. Nhưng mà ông Minh sợ nhất là khi mà đi về nhà chị ngồi im, chị lạnh lùng, chị không nói gì hết. Đó là ông Minh sợ nhất. Ông Minh nói thôi em nói đi, em nói cái gì cũng được mà nói một câu đi. Chị ghen là chị im lặng, và khi im lặng là ông Minh biết là cái mức rồi cứ nằm mức độ mình phải dừng lại. Dạ. Em á thì vợ đã đi làm xa, mỗi người một nước, thì mà không ai nắm tay qua ngày tới sáng á, mình cũng bây giờ là do trời cho mình, người ta còn thương yêu mình thôi. Còn nếu mà không thương yêu thì sao? Mình phải nghĩ cái trong đầu là anh hãy nên nhớ là mỗi người đi làm xa, mỗi người đều có cái khó khăn và có cái tình cảm. Đàn ông đàn bà thì cũng phải có tới lúc thôi, nhưng mà hãy nhớ đã ra đường làm cái gì rồi là phải sạch sẽ tươm tất, chùi miệng cho sạch, bước vô nhà này là phải trong sáng như một thiên thần. Và bây giờ nếu các bạn muốn biết nhiều kiểu ghen nữa, hãy cho Việt Hương xin ít phút, Việt Hương sẽ trở lại ngay. Quý vị yêu thích chương trình này, nhớ vào trang fanpage của chúng tôi tham gia trả lời những câu hỏi, có thể nhận được những phần quà từ nhà tài trợ công ty điện tử LG. Chào đón quý vị đến với Là Vợ Phải Thế. Hôm nay với chủ đề thật là dễ thương, chủ đề ghen và ghen như thế nào. Bây giờ Việt Hương xin mời cặp Lê Thúy trước. Xin mời Thanh Thúy vào kia lấy được password, cái nào có password thì ra đây. Và xin mời Đỗ An ạ. Đi em. Rồi đi em. Ở gái theo nhiều. Chị đừng đốt nha chị. Giờ hai chồng ngồi đây rồi,
thì Việt Hương sẽ mời quý vị khán giả nào lớn tuổi chút xíu để cho Việt Hương biết kinh nghiệm ghen như thế nào, ghen mỏng, ghen nhẹ. Dạ, em xin mời anh ạ. Bản thân tôi với bà xã đây kết hôn nay là đã được 37 năm. Tôi xin đơn cử một lần về nói về chuyện ghen. Trước đây thì tôi đi làm chăm chỉ lắm, sáng đi tối về giúp vợ giúp con. Nhưng mà sau khi mà đến tuổi nghỉ hưu á, về nhà thì công việc nó cũng buồn. Cho nên là tôi thường thường tối tôi cứ tham gia đi học câu lạc bộ khiêu vũ ở nhà văn hóa lao động. Mà những cái lớp học cho người cao tuổi, lớn tuổi á, thì chị em lại nhiều hơn là các anh nam giới. Không biết mình có đẹp trai không, không biết được. Nhưng mà vào lớp được săn đón lắm. Chứ thường thường là sau mỗi giờ học như vậy thì chị em hay trời đi uống nước, uống cà phê. Thì bà xã bà thấy hơi nghi nghi. Trước hết là kiểm tra điện thoại. Có những cái số điện thoại ta gọi cho mình đến là số lạ hoặc là số những người mà mình không gài tên. Truy số này số của ai, tại sao không có tên. Rồi vợ chồng cũng nói qua nói lại. Biết sao không? Cơn nóng phừng lên. Rồi bụp. Điện thoại đi theo gió, đi theo mây luôn. Thôi không dám là xài điện thoại đắt tiền nữa. Cho con hỏi cảm giác của cô. Rồi đi về trễ hoài, không biết phải làm sao. Cô canh. Bữa đó lên chỗ nhà văn hóa đứng núp, kéo theo cô con gái. Rồi thấy sao mà lâu quá chưa ra. Tới hồi ra thấy chú chạy trước mà không có ai hết. Một hồi nữa có một nàng chạy theo sau. Và vô quán cà phê. Từ 8 giờ ra cho tới ngồi tới gần 11 giờ luôn. Cô á là chịu nhẫn nại ngồi mũi cắn ở ngoài á, đâu có uống cà phê canh mà. Tới một hồi chịu hết nổi rồi thì thấy chú cũng chưa chịu về nữa, cô mới vô. Vô mà mình á thì phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mình lớn tuổi rồi mình cũng có nhiều cách ghen. Rồi cô nói nhẹ, cô mới nói là tôi xin giới thiệu với cô, tôi là bà xã của chú đây. Giờ này là trễ quá rồi, người ta muốn đóng cửa mà chưa chịu về. Đó thì nói vậy thôi, rồi thôi đi về. Thì cô kia cũng lịch sự, thấy mình cũng nhã nhặn, rồi cô kia nói dạ xin lỗi em không biết. Chắc có lẽ cũng nói dối với người ta sao. Về nhà bắt đầu làm việc. Và mời ông xuống dưới đất ngủ, trả cái giường lại cho tôi. Trời ơi. Dạ xin cảm ơn cô chú rất nhiều, chia sẻ kinh nghiệm. Sau 37 năm kết hôn rồi thì cũng có những lúc sóng lớn phải không cô? Nhưng mà cô chú đã vượt qua rồi. Con kính chúc cô chú lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc ạ. Vui khi mà chú cũng sau này không có dám vậy nữa. Và cái điện thoại cô lỡ ném nó bể thì cô rất là hối hận về cái hành động của mình. Cô hối hận là mình sao vội vàng mà đập cái điện thoại, nó cũng mắc tiền. Thì ra cô cũng xin lỗi. Sẵn đây cô xin lỗi luôn. Hay quá. Mà rồi anh có xin lỗi chị lại không? Hay là xin lỗi thì cũng có xin lỗi, nhưng mà phải nói là xin hứa là từ nay không bao giờ dám về trễ nữa. Vậy là yên tâm rồi, cô yên tâm rồi. Xin hứa luôn là không bao giờ đi trễ nữa. Đó các bạn thấy không? Già rồi, gừng càng già càng cay, có cách của họ. Và cuối cùng mà cô chú cũng mở lời nói với nhau. Vậy thì An, sao em không mở lời nói với Thúy? Quyện chi cho đau gối vậy? Thực ra là cái bạn đó nhắn cho mình á, là lúc bạn nhắn á, thì là bạn chỉ nói anh qua chơi với tụi em cho vui. Thì là mấy bạn học ở bên trường bên đó thì mấy bạn quý, cũng có 2-3 bạn là trong cái nhóm thi hoa hậu đó. Xong rồi em thấy cái này không được, vợ mà biết thể nào vợ cũng ghen. Cho nên là những cái tin nhắn sau đó em nói chuyện thôi em xóa hết. Mà Thúy giận là giận nhiều ở cái chỗ là em xóa cái tin nhắn đó. Nhưng mà thực ra là tại sao em xóa? Em xóa tại vì em không muốn thôi. Thúy thấy xóa, xong rồi là Thúy lại hỏi rồi. Mà em đã ngưng cái chuyện đó luôn rồi. Nên rồi cuối cùng phát hiện ra còn ghen hơn nữa. Chính vì cái chuyện em xóa người ta mới nghi ngờ. Thì đó. Trịch trục trịch thấy có cái gì lớn ghê gớm nó mới phá đúng không? Đúng. Ai bây giờ anh sẽ cho em biết cái suy nghĩ của chồng em về em nha. Lần vợ ghen vô lý nhất là khi nào và vì sao? Thì chồng em nói đó là đi ăn tối trong nhóm bạn có bạn gái cũ. Lần vợ ghen vô lý nhất đi với bạn gái cũ phải nói cho em biết. Đừng không nói mà nói là anh không đi với ai hết. Nhưng mà đâu có biết là bạn của
An là chụp hình post lên Facebook là em đã nhìn thấy rồi. Không, mạng em dễ sợ. Thấy không? Thấy không? Em tốt lắm. Thúy Thúy giống như em có một cái mạng lưới chân rớt. Đúng rồi. Thành luôn á. Thì Thà nói cho người ta biết lúc mới quen nhau mà không nói bảo sao không nói. Với lại nhắn luôn nè, em anh đi ăn với bạn nhưng mà trong đó có bạn gái cũ, em đồng ý hay không? Tự nhiên cái người phụ nữ lúc đó sẽ làm anh hùng, anh đi đi đâu có sao đâu, có gì đâu ngại. Hiểu không? Tại cái nói tan tiếng. Em sai rồi, tiếp câu thứ hai. Câu thứ hai. Hành động ghen của vợ khiến chồng buồn cười nhất. Thì chồng em nói rằng vợ kiểm tra Facebook từ mấy năm trước. Từ hồi chưa quen nữa. Kiểm tra Facebook từ cái hồi chưa quen xong rồi lôi hết ra họ. Cái đó em sai Thúy ạ. Thứ rồi mình phải lo tương lai. Câu đừng thèm biết quá khứ, biết hiện tại cho em và tương lai. Nặng nhất mà vợ dành cho chồng khi vợ ghen là gì? Thì Đỗ An nói rằng vợ im lặng và ông cho ngủ chung. Thôi vậy lúc đó em ngủ ở đâu? Con cho ngủ chung thì chắc em ngủ dưới đó. Rồi nửa đêm có lén lén leo lên không? Có chứ, được nằm được chừng 5 phút là bò lên rồi. Không. À, Thúy lúc mà chồng em bò lên em biết không hay là giả bộ? Biết chứ, giả bộ. À, nhưng mà thôi không giả bộ hả? Xuống phải không? Giả bộ đúng không? Chỉ giả bộ để cho làm lành vậy đó mà. Chứ nằm ngủ mình cũng lạnh lùng. Đó, đó là ba cái câu hỏi mà tôi vừa mới trắc nghiệm Đỗ An. Nói vợ em đó, em thấy hợp lý không Thúy? Dạ hợp lý. Hợp lý, rồi xong. Rồi, bây giờ đổi đi, đổi cặp kia ra. Cặp kia ra đi ha. Dạ. Cặp kia cũng có nhiều cái đặc sắc lắm. Dạ. Rồi Lê Thúy Đỗ An vô đây. Công nhận ghen vô lý thiệt. Cái điều thứ hai, thôi em ơi, em đừng có nói người ta, giờ tới em nè, chồng em bây giờ tới tố em nè, nghe không? Cũng câu một, lần vợ ghen vô lý nhất là khi nào và vì sao? Thì anh Đức Thịnh đã nói rằng khi xin vé mời cho một người mẫu. Ghen đúng rồi anh ơi. Anh nghĩ sao vợ anh cái chiều cao bằng tôi mà anh đi xin vé cho người mẫu. Người mẫu nào anh mình ra mắt phim. Cái người mẫu là cũng bạn anh thôi. Người ta xin vé mời cái nói thì mình ga lăng mình nói là ừ anh có một vé mời cho em đó. Ừ, anh để đâu để em lấy, mình ga lăng mình đó, để anh đưa tận tay ai em. Mượn ga lăng của vợ ai mượn. Đó là vậy nè, chắc là cô này cổ nghĩ cô kia là thuộc diện tình nghi. Cô nói à danh sách khách mời của anh đâu, cứ đưa cho em cho thư ký công ty sẽ đem tới cho người ta. Trời đất ơi, chết cha mình lỡ ga lăng rồi. Mình nói không thì bạn anh thì anh đưa tận tay chứ. Không, cái này phải làm việc theo doanh nghiệp đàng hoàng. Cô đó là ai vậy anh? Đâu có dám nói. Cuối cùng là năn nỉ hoài không được. Cái cổ nói nè, đừng có gì cái cô đó nha mà cãi em nghe chưa. Kết quả cuối cùng là cô không được mời. Rồi, đâu, rồi tiếp tục. Câu thứ hai, hành động ghen của vợ khiến chồng buồn cười nhất. Thì anh Thịnh nói là block Facebook những đối tượng tình nghi. Vụ này này ông có chia sẻ rồi. Rồi rồi nha. Xong. Đây câu thứ ba, hình phạt nặng nhất mà vợ dành cho chồng khi vợ ghen là gì? Anh Thịnh nói nằm chèo queo, không nói chuyện, chỉ nhắn tin một câu em buồn quá. Em buồn. Nhắn vậy hả? Và em nằm ở đâu? Ông Thịnh nằm đâu không? Sự thì cái tính của Thịnh là trước giờ là rất là sợ làm tổn thương người khác, mà đặc biệt là phụ nữ. Mình khi mình thấy cái hình ảnh đó tự nhiên cái mình cảm thấy mình có lỗi, mặc dù là mình cũng không, cái lỗi của mình nó cũng không rõ ràng gì. Nhưng mà vẫn lại là ôm vợ và nói là anh xin lỗi em. Thịnh anh nè, nè. Anh chị cho chị hỏi nè, nhưng nãy giờ đó cái ghen, cái mỗi lần ghen là nghĩ tới phụ nữ, ghen là nghĩ tới phụ nữ. Chị hỏi em nè, vợ em đẹp như vậy em có ghen không? Có chứ. Ghen sao? Nhưng mà em ghen tinh tế hơn. Có nghĩa là thực ra mà mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi, chủ yếu là cái cảm giác. Ví dụ có một thời gian, một tuần lễ thấy chả quan tâm gì tới mình. Rồi ví dụ cái cách nói chuyện điện thoại với lại đàn ông, cầm cái cuộc điện thoại nói chuyện với đàn ông với một người bình thường nó khác. Với một người mình có cảm tình á, nó sẽ rất là khác. Nói sao? Ví dụ. Nói chung cái chất giọng là một. Cái chất sao? Tự nhiên nó như nhựa hơn. Nó có vẻ như là như mình, nhựa hơn. Cái người phụ nữ đó khi mà mình có cảm tình đàn ông nào á, là tự nhiên mình cố gắng mình thu hút người đàn ông đó. Ví dụ như hai vợ chồng đang nằm kế đi, tự nhiên reng chuông cái gì, điện thoại reng chuông cái gì. Cái người ví dụ mình cầm lên mình đặt thấy cái hiển thị cái tên á, mà cái người mình có cảm tình là bảo đảm là có sự chuyển biến. Cái ánh mắt khác không ạ? Em mình như mình đọc sách mình liếc qua một cái mình nhìn thấy rồi, rồi để cho nói chuyện xong vô. Em nói chuyện với ai vậy? Rồi sao? Họ trả lời. Anh hỏi vậy thôi. Rồi mình để đó. Lần thứ hai thứ ba nếu như mà vẫn lặp lại có nghĩa là có vấn đề. Có cảm tình thiệt. Mình phải ngăn chặn. Có bao giờ ngăn chặn chưa? Bằng nhiều cách, ví dụ như là mình quan tâm đến vợ nhiều hơn. Là một. Thứ hai chia sẻ với vợ nhiều hơn. Thứ ba là quyết liệt hơn.
quyết liệt như thế nào anh? Ừ, anh không thích cái nói thẳng luôn hả? Cái mối quan hệ nói chuyện qua lại như vậy. Vậy thì Hương xin hỏi có vị khán giả nào ở dưới chia sẻ thêm một cái màu sắc khác của ghen không? Tại cái cặp này ghen lạ quá. Mời hai em. Hình như năm ngoái lúc mà tụi em chưa có cưới á, thì tụi em có đi quay một album cho một ca sĩ nhỏ. Khi mà quay xong á thì có mấy cô mà cũng ngạc khán giả bu lại chồng của em thì nói trời ơi anh đẹp trai quá, anh nhảy đẹp quá, anh ơi cho em xin số điện thoại của ông. Rồi lúc đó em ở phía sau em nhìn thấy được cái em nhìn em liếc qua cái ảnh ấy, lát anh cho số điện thoại nha. Thế là hai ngày sau cái chị ta chỉ nhắn tin cho anh ơi anh đang làm gì vậy mà em nghe anh tiếng... em vậy là lúc nào cho số điện thoại hay vậy? Em không biết luôn. Trời lúc đó cái con đó mà cho được số điện thoại luôn, hay quá. Dạ. Cho sau lưng em hay là em cũng không biết luôn. Em chỉ biết là có tin nhắn tới thì em hỏi ai nhắn tin vậy. Thì anh mới nói là không, anh đang chỉnh nhạc chuông cho nó hay thôi. Mẹ. Trời ơi. Nhạc chuông cho nó hay. Khèo nó, lấy thay khèo vợ. Khèo đừng nói. Khèo chứ sống đừng nói, khèo. Cái nó thôi vậy thôi, điện thoại cho em đổi giùm cho. Cái anh giật không cho. Cái em mới nói bây giờ anh có đưa hay không, rút cuộc rồi đưa nhưng mà đã xóa tin nhắn rồi, lát hồi tin nhắn lại tiếp tục số đó gửi tin nhắn tiếp, nói em nhớ anh quá à, em nhớ bài nhảy của anh quá, bây giờ em mơ tới anh luôn rồi. Cái em mới nổi điên, em hỏi bây giờ làm sao. Thế là em cho điện thoại nó vô thùng rác luôn. Vô luôn ha? Dạ, em cho vô hồ cá xong vô thùng rác. Trời đó, em hủy luôn đó hả? Tuy cái điện thoại của chút hồi có mua cái điện thoại khác rồi nó cũng nhắn tin được. Quăng ông này. Thiệt tình. Em ơi, em có thể cho anh biết là lúc đó bằng cách nào mà em lén lúc em giấu giếm sao em lòn cái số điện thoại của em cho cái người đó biết được hay vậy? Dạ, viết cái tờ vô tờ giấy. Rồi em sao chứ bộ, giao bộ nắm tay bắt tay này kia là dúa dúa. Tại chụp hình chung à. Thì thấy có nhiều bạn thì bu lại xin chụp hình thì mình cũng là mình vui vẻ với người ta thì mình cũng xin chụp, mà mình sẽ liếc vợ mình thấy giờ nó im lặng là nghi rồi, nhưng mà biết vậy sẽ còn cho điện thoại. Thì bạn nói là anh cho em số điện thoại để sau này có gì em cần học khiêu vũ hay là cần học dance sport thì kiếm đến anh để anh chỉ. Lý do chính đáng quá. Chính đáng. Ông Thịnh ông còn binh nữa. Đúng rồi, tao học anh mà. Vậy còn em sao? Giờ em cũng là vận động viên dance sport, cũng nhảy, cũng tiếp xúc va chạm với nhiều bạn vũ công nam. Em có ghen không? Trước lúc quen nhau thì giờ em là người nhảy trước em. Em là người chưa biết nhảy, trong một lần đi coi vợ em diễn thì vô tình mình là người coi thì mình thấy cảm thấy khó chịu, mình ghen quá chịu không nổi. Thì em suy nghĩ ấy, em tức quá em đi học để mà được nhảy vợ mình. Ghen tốt quá. Ghen được. Thường thường á mấy bà hay tâm sự vậy nè. Chừng nào mà thí dụ như là khi mà cặp bồ cục bịch đó, ghen khi mà ông chồng mình yêu cái bà đó, yêu cái người tình địch đó. Còn giống như là tình một đêm hay là ăn bánh trả tiền thì không cần phải ghen. Em nghĩ sao? Chính xác. Riêng cá nhân của em nha, em nghĩ rằng khi mà tình một đêm đó nó là cái loại tình gì? Thực sự luôn, người đàn ông đó họ ngủ với cái người đó một đêm thôi và họ đó họ có nhu cầu như thế thì họ sẽ như thế. Cũng có những cái loại đàn ông là sau khi cái tình một đêm đó thì cảm thấy cũng thú vị cái người đó quá, cái tiếp với tình hai đêm, tiếp với tình ba đêm. À tới cái khúc đó thì mình sẽ tính theo từng đêm. Rồi sao tính chỗ sao? Đêm. Tính theo từng đêm. Mà giao từng đêm em. Không. Tính từng đêm nó nhân hình phạt lên. Hả? Thật sự mình nói đàn ông á, thực ra là cái người mà gọi là phải yếu chứ không phải là phải mạnh. Đàn ông là một cái đối tượng mà dễ bị tấn công và dễ gục ngã nhất. Thôi em mà đừng kiếm cớ em không. Nói ông Minh cũng nói y chang vậy đó. Em nói thiệt. Vấn đề mình né làm né, mình né là đừng có bao giờ vô phòng chung với lại cổ. Còn mình đã mà vô phòng rồi là thôi khỏi né. Do đó mình phải từ chối ngay từ lúc ở cửa phòng. Mặc dù về cắn tức quá chảy máu lưỡi. Trời ơi, cắn tức chảy máu lưỡi luôn. Phải từ chối là phải từ chối lúc đó. Còn nếu không nó vô phòng là xong. Xong. Điều thấy yếu mà. Có bao giờ anh phải cắn tức chảy máu lưỡi vậy chưa? Có chứ. Cắn bấy lưỡi rồi phải không? Nhiều người đẹp nhưng mà mình có vợ rồi, cứ mình cứ phải suy nghĩ hoài á. Nó nói vui vậy thôi chứ em nghĩ rằng để mà giữ chân được người đàn ông trước cái cửa phòng có một người phụ nữ xa lạ nào đó, nó mình phía sau phải có một cái hậu phương vững vàng, một cái người vợ tuyệt vời thấu hiểu chồng. Và thưa quý vị, cái phần tiếp theo của chúng ta sẽ là một cái phần trò chơi. Nãy giờ hai ông chồng cũng tứa mồ hôi rồi, bị bà vợ truy dữ quá. Một cái trò chơi nhỏ rất là vui nhộn và chúng tôi sẽ đến với quý vị sau ít phút nữa. Chào đón quý vị đến với trò chơi của Là Vợ Phải Thế. Và bây giờ chào đón một cái nhân vật đặc biệt. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng của một người đàn bà quyền lực.
chị. Hôm nay mình chủ đề ghen mà tự nhiên sao có. Cung chủ nào tới đây ngồi trong lòng em sợ quá. 1, 2, 3 hả? Ghen ai rồi? Ai vậy? Ai vậy? Trời ơi! Này cái cung nữ quá! Thấy Lâm Vĩ Dạ. Em lăn ra như là cơn bão vậy dạ. Hôm nay em ra đóng cái vai gì? Dạ hôm nay em đóng vai hoàng hậu. Rồi hôm nay tới đây làm gì em? Dạ hôm nay em tới đây em sẽ đưa ra một thử thách liên quan đến chủ đề ghen ngày hôm nay. Thử thách nó được mang tên là thử thách nồng cay. Cái này là thử thách về ăn uống. Ăn cái gì? Dạ ăn ăn mì cay. Ủa trời ơi, ăn mì cay thì đây phụ nữ ai cũng ăn được hết. Dạ không, thử thách này là dành cho những ông chồng. Ây chà, chết rồi. Hai người phụ nữ này thương lượng. Dạ là chồng và người yêu mình sẽ ăn được mì cay ở cấp độ nào. Dạ. Tô dạ. Mì cỡ nào em? Rồi bây giờ muốn biết tô mì như thế nào thì ta hãy mở cửa để biết. Yeah. Mời các bạn vào đây ạ. Và cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5, cấp độ 6, cấp độ 7 và cấp độ cuối cùng là cấp độ siêu cay, cấp độ 8. Chúng ta có trong vòng 3 phút phải ăn hết cả cái lẫn nước lẫn nấm. Nói chung là úp tô không còn gì. Bây giờ Thúy, em nghĩ chồng em ăn cấp độ nào? Nếu như em nói là chồng em ăn cấp độ 8, em đẩy luôn cấp độ 8 cho bên kia người ta thua. Em nghĩ em chồng em là cấp độ mấy? Em nghĩ chắc tới 3 là hết 3. Hết cỡ. Em nhường anh luôn. Em nhớ ăn cấp độ 2 à. Giờ này là em nghĩ chồng em ăn số 2 thôi. Bây giờ chị chọn số 3 rồi thì em phải chọn số 4. Số 4 nghĩ là có được. Dạ không nổi. Dâm phước lộn. Dạ. Cái gì vậy trời, đi vô cấp độ 4 luôn thiệt hả? Không cay chứ không có cay đâu. Thôi số 5 đi, không có cay hơn nhiều đâu. Đúng rồi chị, em thì là ăn cay được đó. Ừ, không có cay hơn nhiều chị. Đâu. Ok, kệ ông đi, ông cay chứ mình đâu có cay. Đúng đâu. Rồi chị. Yeah. Em ơi, cay chứ mình đâu có cay đâu. Chồng em sức trai trẻ, thanh niên trẻ hơn người ta mà thua cuộc là quê lắm. Cấp độ 6 đi em. Dạ không, trời. Rất là dễ ăn. Chồng em không ăn được cay. 6 cho Đỗ An, 6. Chứ ra đây Đỗ An sẽ mất mặt lắm. Thiệt, Đỗ An ra đây sẽ rất là mất mặt. Cấp độ 6. Chơi luôn 6 luôn. Tại em chết em không biết ăn cay. Ngừng thương lượng ở cấp độ 5. Ăn hết rồi luôn ở cấp độ 5. Mà không ăn hết được, đương nhiên em, chồng em phải ăn ở cấp độ 4. Bây giờ ngừng thương lượng ở cấp độ 5. Rồi mời hai bạn ra đây. Mấy bà vợ mạnh miệng quá. Thanh Thúy, trời ổng cay chứ mình đâu có cay đâu. Ông Thịnh cái kia méo mặt. Vô đây đi anh Thịnh, vô đây anh Thịnh. Hai người vợ ơi, lát nữa chồng mình có cay thì cái này chúng tôi có bỏ sữa nè, bỏ nước nè, bỏ nước ngọt nè, bạn có quyền lấy. Trước khi lấy bạn có thể chọn gõ bằng hai cái có nước trong này. Dạ Thịnh Anh, đây là đôi đũa thần. Cay lắm. Cố lên, cố lên, cố lên. Và tất cả mọi người tập trung vào đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Dạ, 3 phút bắt đầu. Trời ơi, mới ngửi cái mùi thôi là muốn sặc cái cây đó. Cố lên. Cảm thấy tôi lên, ăn không có tô này á là An phải ăn tô cấp 4. Tại nãy vợ em cá cấp 4. Trời ơi. Thời gian đang dùm dùm trôi qua. Ráng lên anh Thịnh ơi. Cố lên, cố lên. Đức Thịnh sẽ làm được. Đức Thịnh sẽ làm được. Ủa vậy đâu có cây. Đâu có cây gì đâu, ăn 8 luôn đi. Là như thấy mặt Thịnh cô ạ. Thấm thấm mồ hôi cho chồng người thôi. Cay rồi. Không cay rồi. Bình tĩnh. Lẹ lẹ lẹ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Sắp hết rồi Thịnh ơi, sắp hết rồi. Hay quá Thịnh ơi. Tay em cầm giùm cho. Đồng vợ đồng chồng luôn, bán hết rồi. Hết luôn. Hết chưa? Hay quá Thịnh ơi. Đất có Thịnh số 1. Quá hay lắm Thịnh ơi. Cái nước mới là cay cao trào đó. Đúng rồi, cái nước mới là cay. Hết luôn Thịnh ơi. Cái nước mới là cay. Hết luôn Thịnh ơi, cái lên hết giờ đó Thịnh ơi. Quá rồi, quá. Chưa hết, chưa hết. Còn nữa thôi. Còn nước và còn một miếng bắp cải và còn nước. Nước mới là cái độ cay. Mời anh vô ăn cấp độ 4. Có nghĩa là Đỗ An phải thực hiện thử thách của mình. Đây ra, ra để em lấy đũa. Em được anh hay không? Không được em ơi, chồng em thi em ơi. Trời em ăn không được đâu. Anh Đỗ An ơi. Em nhé. Dạ, em xin trân trọng mời anh đây. Ông chưa ăn mà ông đổ mồ hôi rồi. Em làm có hành động gì đi để cho chồng em lên tinh thần chứ. Vô, cố lên, vô. Rồi,
Rồi ăn. Rồi cùng bắt đầu. Không biết ăn lẻ lẻ nuốt đi. Không biết ăn nuốt vô, nuốt vô. Lấy nước cho chồng, lấy nước cho chồng. Lấy nước cho chồng. Chỗ này có nước nè. Bỏ đi. Bây giờ nó mới thấm rồi. Rồi lấy sữa, lấy sữa, lấy sữa. Lấy sữa, lấy sữa. Rồi nhào vô. Chạy tới. Bây giờ nó mới thấm rồi. Rồi lấy nước. Lấy sữa, lấy sữa. Rồi nhào vô. Nó đỡ cay. Chạy tới. Lẻ lên. Trời ơi. Đắp quá chồng luôn em. Trời, ly nước, ly sữa luôn ha, cân chồng ghê. Trời mà hôi quá kìa Thúy ơi, chấm mà hôi chồng em Thúy. Không ăn được đâu. Thôi ăn đi em. Ăn được. Vợ sốc ruột rồi. Bỏ sốc ruột bảo là không ăn được đâu. Cố lên đây đi kìa, cố lên đây đi kìa. Trời ơi. Không có mày. Đạt tới. Chị ơi, chị chồng em cầm chị dưới kìa. Cầm chị dưới kìa. Chồng chị dưới. Vợ mày đặt thương lượng chi giờ mày tuyển vô cung lẹ. Nhưng mà em luyện ăn cho cay lên. Dạ, và bây giờ là kỷ niệm của chương trình là vợ phải thế xin tặng tới cho hai vợ chồng, tặng cho tụi em. Cảm ơn chị. Vợ phải thế. Cảm ơn cả hai gia đình đã đến tham gia chương trình là vợ phải thế ngày hôm nay. Thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Hẹn gặp lại tuần sau vào lúc 21:45 tối thứ ba trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của công ty điện tử LG. Xin chào tạm biệt.